trường mẫu giáo Hồng Anh xin được phép bắt đầu. Mở đầu sẽ là một tiết mục rất là dễ thương của các bạn khối mầm, có tên là Cô Giáo Em Là Hoa Em Ban. Các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn nha. Xin các cô hỗ trợ chuẩn bị tiết mục thứ hai.